thân mến, nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến thì Lanus Slim cũng có một cái thiết kế vô cùng phù hợp để các bạn có thể mua về làm quà biếu cũng như là sử dụng cho gia đình của mình. Ở bên trong cái hộp này sẽ có bộ gồm 6 hộp trà nhỏ ở bên trong, và với những cái chức năng như là giảm cân, thải độc, dễ ngủ hay là tiêu hóa, phù hợp cho tất cả độ tuổi cũng như là ông bà hay cha mẹ của mình đều có thể sử dụng. Ngoài cái việc giảm cân thì mình cũng có thể sử dụng để mình có thể ăn ngon và ngủ tốt hơn ạ. Vì vậy các bạn sẽ tham khảo ngay cái phần bộ quà tặng của Lanus Slim để các bạn có thể mua về làm quà tặng cho người thân cũng như là bạn bè của mình nhân dịp Tết sắp đến các bạn nhé.